Hello everyone, welcome to my English class. Cô chào các em, chào mừng các em đến với lớp học tiếng Anh online ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học mới, bài số 7, cụm động từ phrasal verbs. Phrasal verbs. Hôm nay chúng ta sẽ học về một số cụm động từ thường gặp. Chúng ta bắt đầu bài học nhé. Be fed up with. Be fed up with. Chán ngấy. Carry out. Carry out. Thực hiện. Cut down. Cut down. Giảm bớt. Get up. Get up. Thức dậy. Give up. Give up. Từ bỏ. Go on. Go on. Tiếp tục. Look after. Look after. Take care of. Take care of. Quan tâm, chăm sóc. Look for. Look for. Search for. Search for. Tìm kiếm. Look forward to. Look forward to. Mong chờ. Mong đợi. Look up. Look up. Tra. Tìm kiếm thông tin. Set up. Set up. Thành lập. Stand for. Stand for. Đại diện cho. Take up. Take up. Cởi quần áo. Hạ cánh. Take over. Take over. Đảm nhiệm. Throw away. Throw away. Ném đi. Quăng đi. Try on. Try on. Thử quần áo. Giày dép. Turn off. Turn off. Switch on. Switch on. Tắt. Turn on. Turn on. Switch on. Switch on. Bật. Turn up. Turn up. Đến. Xuất hiện. Đó là một số cụm động từ thông thường. Chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo của bài học, luyện tập. Các em hãy chọn đáp án đúng, điền vào chỗ trống. Câu đầu tiên. The team broke like my heart yesterday. Đáp án của chúng ta là D. Break into. Chúng ta có các cụm như sau. Broke up. Phá. Đập vỡ một phần. Broke up. Đập vụn. Đập nát. Broke out. Nổ ra. Bùng nổ chiến tranh. Xung đột. Và broke into. Đột nhập. Broke into là quá khứ của break into. The thief broke into my house yesterday. Tên trộm đã đột nhập vào nhà tôi ngày hôm qua. Câu 2.
blank at the side of the highway in the blue. Chúng ta có các đáp án broken to, đột nhập, broke away, rời khỏi, thoát khỏi, breaking, xông vào, phá vào nhà để trộm, và broke down, bị hỏng, dừng vận hành. Dựa vào nghĩa, chúng ta chọn được D, broke down là đáp án đúng. Our car broke down at the side of the highway in the blood. Xe của chúng tôi bị hỏng bên cạnh đường cao tốc trong trận lũ. Câu 3. I can play with most things, but I can't stand the noise. Các đáp án chúng ta có là put aside, tiết kiệm, dành dụng. Put on, mặc quần áo. Put up with somebody or something là chịu đựng hoặc chấp nhận ai, cái gì. Và put off nghĩa là tránh, hoãn, chậm trễ. Vậy chúng ta có đáp án là C, put up. I can put up with most things, but I can't stand the noise. Tôi có thể chấp nhận hầu hết mọi thứ, nhưng tôi không thể chịu được tiếng ồn. Câu 4. If you really want to lose weight, you need to like eating desserts. Chúng ta có đáp án là give away, phân phát, cho đi miễn phí. Give up, từ bỏ, bút đầu, tránh, hoãn, chậm trễ, và thích cực là cất cánh. Đáp án đúng của chúng ta là B, give up. If you really want to lose weight, you need to give up eating desserts. Nếu bạn thực sự muốn giảm cân, bạn cần phải từ bỏ thói quen ăn vặt. Câu 5. Do not be so serious. You need to fly from work and take a holiday tour. Chúng ta có các đáp án. Go away, di chuyển khỏi một chỗ nào đó. Get away, thoát khỏi cái gì. Relax, thư giãn. Và run on, sử dụng năng lượng gì. Đáp án đúng của chúng ta là B, get away. Do not be so serious. You need to get away from work and take a holiday tour. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Anh chỉ cần thoát ra khỏi công việc và có một kỳ nghỉ thôi, tôi mà. Câu 6. We are not ready yet. We are going to have to like the conference until next month. Các đáp án take off, cất cánh, put off, hoãn lại. Take on, nhận trách nhiệm, go off, nổ súng, hoặc kêu chuông. Đáp án đúng của chúng ta là B, put off. We are not ready yet. We are going to have to put off the conference until next month. Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi sẽ phải hoãn lại buổi hội thảo cho đến tháng sau. Câu 7. My brother played my cat while I was away on vacation. Các đáp án look after, chăm sóc, look for, tìm kiếm, look at, nhìn vào cái gì, look on, xem hoạt động nhưng không tham gia. Đáp án của chúng ta là A, look after. My brother looked after my cat
while I was away on vacation. Em trai tôi đã chăm sóc con mèo trong khi tôi đi nghỉ. Câu 8. Our flight was delayed, but it finally arrived shortly after 1 a.m. Các đáp án: thúc con, cất cánh, thúc con, tuyển dụng, thuê ai đó, thúc tác, bắt đầu một môn thể thao, một sở thích hoặc một thử thách nào đó. Bút đầu, tránh, hoãn, chậm trễ. Đáp án của chúng ta là A. Thúc cẩm. Our flight was delayed, but it finally took off shortly after 1 a.m. Chuyến bay của chúng tôi bị hoãn, nhưng cuối cùng thì nó đã cất cánh ngay sau lúc 1 giờ sáng. Câu 9. She promised to apply her cigarette smoking to 3 a day. Các đáp án: cut down, giảm, give up, từ bỏ, give away, phân phát, cho đi miễn phí và cut out, làm bối rối. Vậy dựa theo nghĩa các em chọn đáp án nào nào? Đúng rồi, đó là đáp án A, cut down. She promised to cut down her cigarette smoking to 3 a day. Cô ấy đã hứa rằng sẽ giảm việc hút thuốc xuống còn 3 điếu một ngày. Câu 10. We'd better stop soon, otherwise we'll like outfield. Các đáp án là run now, hết cạn, hết sạch cái gì, kéo họ, nổ xuống, kêu chuông, get off, trốn phải, xuống xe, và get off, lên xe, lên tàu, lên máy bay. Vậy chúng ta có đáp án là A, run now. We'd better stop soon, otherwise we'll run out of fuel. Tốt hơn là chúng ta nên dừng lại sớm, nếu không chúng ta sẽ hết sạch nhiên liệu. Câu 11. There is the plan of a new policy to protect the disabled. Các đáp án: start up, bắt đầu làm gì đó, stand up, đứng dậy, set up, thành lập, show up, làm ai đó cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn. Và chúng ta có đáp án đúng ở đây là C. There is to set up a new policy to protect the disabled. Mục đích của họ là thiết lập một chính sách mới để bảo vệ người khuyết tật. Câu 12. I saw Jackson take your laptop, so I ran like him. Chúng ta có các đáp án: run into, gặp ai đó một cách tình cờ; run over, tiếp tục sau thời gian kết thúc; run with, chấp nhận điều gì đó; và run after, đuổi theo. Đáp án đúng của chúng ta là D, after. I saw Jackson take your letter, so I ran after him. Tôi đã nhìn thấy Jackson lấy chiếc laptop của anh, và tôi đã đuổi theo hắn. Câu 13. Selena always want to be an actress when she black up. Đáp án: came up, tìm ra, nảy ra. Cụm từ này phải đi với with, grew up, lớn lên, brought up, nuôi nấng, stay.
đó. Trả lời. Vậy thì chúng ta có đáp án là B. Grill. Selena always wanted to be an actress when she grew up. Selena luôn muốn trở thành một diễn viên khi cô bé lớn lên. Câu 14. The court had to be put like until Monday. Chúng ta có các đáp án put away, cất đi, gác bỏ, put on, mặc vào, put off, trì hoãn, put up, chịu đựng. Đáp án đúng của chúng ta là C. The court had to be put off until Monday. Phiên tòa bị hoãn đến thứ hai. Câu 15. She said that everything was up to me. She could not make blank my mind yet. Các đáp án: make for, di chuyển về hướng, make up, quyết định, suy nghĩ, make up, ăn trộm thứ gì đó và nhanh chóng mang đi, make up, vội vã đi, vội vã chạy. Đáp án của chúng ta là B. She said that everything was up to me. She could not make up my mind yet. Cô ấy đã nói rằng mọi thứ tùy vào tôi. Cô ấy vẫn chưa thể quyết định. Câu 16. Like, the world is going to fall. Các đáp án: look out, cẩn thận, look up, cải thiện, tra từ điển, look out, xem sự kiện nhưng không tham gia, look after, chăm sóc ai, cái gì. Đáp án của chúng ta là B. A. Xin lỗi, là đáp án A. Look out. Look out. The world is going to fall. Coi chừng, bức tường sắp đổ rồi. Câu 17. I am tired because I like late last night. Đáp án: stay up. Thức. B. Keep up. Ngăn cản, không cho lại quá gần. C. Put down. Ghi ra. Viết xuống. D. Write down. Người đấu. Đáp án của chúng ta là A. I am tired because I stayed up late last night. Tôi thấy mệt vì tối hôm qua tôi đã thức khuya. Câu 18. Tall, black. Away all your toys and go to bed right now. Các đáp án của chúng ta là come away, rời xa, cách xa, go away, ra đi, put away, cất đi, call away, làm cho rời xa. Vậy đáp án của chúng ta là C. Tom, put away all your toys and go to bed right now. Tom, cất hết đồ chơi của con đi và đi ngủ ngay lập tức. Câu 19. Maria is not really friendly. She does not get on well with her classmates. Chúng ta có cụm từ get on with, sống hòa thuận với ai. Các bạn Maria is not really friendly. She does not get on well with her classmates. Maria không thực sự thân thiện lắm. Cô
cô ấy không hòa thuận với các bạn cùng lớp. Câu 20. Please let a moment while I see if Jake in his orbit. Chúng ta có đáp án. See, hold on, nghĩa là chờ. Please hold on a moment while I see if Jake is in his office. Bạn vui lòng chờ một lát trong lúc tôi xem Jack có ở văn phòng không. Và chúng ta đã vừa luyện tập 20 câu về cụ động từ. Sau đây cô sẽ để đáp án và các em có thể kiểm tra lại nhé. Cảm ơn các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em vào những buổi học tiếp theo. Thank you so much. See you later.